Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình thành phố Điện Biên Phủ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án tinh gọn lực lượng công an xã và điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ giai đoạn 2019-2021. Với sự chủ động, trách nhiệm, công an thành phố đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố triển khai đề án. Chỉ sau một năm triển khai, đến nay, thành phố đã hoàn thành đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã và được cấp ủy chính quyền đánh giá cao. Thành phố Điện Biên Phủ có 5 xã. Tuy chỉ chiếm 30% dân số của toàn thành phố, nhưng chiếm tới 90% tổng diện tích tự nhiên của thành phố. Trên thực tế, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự ở cơ sở. Tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2020, toàn thành phố có 136 đồng chí công an xã, bán chuyên trách, lực lượng thường trực có 23 đồng chí, 113 công an viên được bố trí tại các tổ dân phố bản. Thực hiện nghị quyết số 18 Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương khóa 12, một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thành phố đã sáp nhập từ 113 bản thuộc các xã xuống còn 77 bản. Theo đó, có 36 công an viên trong diện tinh gọn đã được thanh toán chế độ theo quy định. Đội ngũ công an xã điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, song với bản lĩnh tinh thần trách nhiệm, lực lượng công an xã đã chủ động khắc phục, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo tổ chức triển khai các biện pháp, giải pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở trong những năm qua. Ngay sau khi có nghị quyết số 22/2018 của Bộ Chính trị và đề án 106 của Bộ Công an về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh, ban giám đốc công an tỉnh Điện Biên, công an thành phố đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, cấp trên rà soát nhân sự các đồng chí đủ điều kiện tiêu chuẩn để đảm nhận chức danh công an xã chính quy. Song song với thực hiện đề án đó thì công an thành phố đã kiện toàn lại, sắp xếp bộ máy tổ chức thuộc thành phố để bố trí các đồng chí đủ các tiêu chuẩn điều kiện để đảm nhận chức danh công an xã chính quy trên địa bàn 5 xã. Thực hiện xong trong quý 1/2020. Đến nay thì công an thành phố đã triển khai 5/5 xã đã bố trí công an chính quy. Với cái quá trình tổ chức thực hiện triển khai công an chính quy thì đạt được một số kết quả cụ thể như sau. Việc triển khai thực hiện bố trí công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã trên địa bàn thì các đồng chí đã chủ động tiếp cận với thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng công an xã để tham mưu cho cấp ủy chính quyền trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Song song với đó thì các đồng chí cũng làm tốt cái vai trò tuyên truyền vận động của chúng nhân dân trong các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đến nay, 5 xã đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy, đảm bảo cơ cấu theo quy định của Bộ Công an. Trên cơ sở tận dụng các cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, bàn giao của lực lượng công an xã, bán chuyên trách, công an thành phố còn tham mưu cho Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã, rà soát quỹ đất tại địa phương để xây dựng trụ sở công an xã mới. Khi được giao nhiệm vụ xuống địa bàn với chức năng, nhiệm vụ của công an xã, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an xã đã bám nắm cơ sở xuống thực địa 20/20 bản thuộc xã, nắm tình hình về địa giới hành chính giữa các bản, nắm và phân loại các hệ loại đối tượng theo chuyên đề để quản lý, theo dõi, tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền ban hành nghị quyết, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Mường Phăng. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, nhận thấy xã Mường Phăng là một địa bàn rộng, phân bố dân cư không đồng đều, trình độ nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế,
tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội. Lực lượng công an xã còn mỏng, trang thiết bị, cơ sở vật chất còn nhiều cái còn thiếu. Song với tinh thần trách nhiệm, lực lượng công an xã Mù Phăng luôn nâng cao tinh thần công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ, khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành giao phó. Qua đó đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn luôn giữ vững ổn định. Thực hiện quyết định số 100 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an Nhân dân, ngay sau việc công bố quyết định điều động Công an Chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, Đảng ủy Công an thành phố đã tham mưu với Thành ủy, chỉ đạo Đảng ủy 5 xã thành lập chi bộ Công an, đôn đốc chi bộ Công an các xã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2023. Qua đó đã giới thiệu trưởng công an xã tham gia ban chấp hành đảng bộ các xã nhiệm kỳ 2020-2025 và là ủy viên ủy ban nhân dân. Kết quả, 100% trưởng công an xã là công an chính quy trúng cử ban chấp hành đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm cao. Điều đó đã thể hiện 100% công an xã trên địa bàn thành phố đã được hoàn thiện về mặt tổ chức, là một thành phần trong hệ thống chính trị ở cơ sở, được đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tin tưởng. Đó là động lực giúp lực lượng công an xã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ trên các mặt công tác, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội các chi đảng bộ, tham gia công tác phòng chống dịch bệnh. Đối với xã Mường Phăng thì địa bàn rất là rộng. Thì trước những cái vấn đề đặc biệt là cái tình hình an ninh chính trị của địa bàn xã thì cũng có cái nhiều cái phức tạp, đặc biệt là tệ nạn về ma túy và một số di dịch cư tự do ấy. Thì và được công an chính quy về xã đến thời điểm này thì liên quan đến về an ninh chính trị trên địa bàn thì cũng được các đồng chí công an xuống cơ sở để tuyên truyền. Và sau khi được công an mở những cái diễn đàn, công an lắng nghe ý kiến của người dân thì bà con cũng rất là hiểu những cái nảy sinh cũng như là cái mâu thuẫn phức tạp xảy ra tại cơ sở thì đều được giải quyết. Nói chung là được như vậy thì không những cấp ủy chính quyền rất là yên tâm, đặc biệt là công an chính quy về xã thì hiện nay là cũng là thành viên của ủy ban tới này, thì và cái thứ hai nữa là các đồng chí trưởng công an xã thì lại được bố trí vào trong ban chấp hành, cái đấy là cũng rất là một cái điều kiện rất là thuận lợi cho cấp ủy đảng cũng như là ủy ban nhân dân xã. Đến nay, thành phố Điện Biên Phủ đã hoàn thành đề án tinh gọn lực lượng công an xã và điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn. Qua thực tế cho thấy, về mặt tâm lý xã hội, sự có mặt của lực lượng công an chính quy ở xã đã phần nào răn đe, ngăn ngừa các đối tượng phạm pháp ngay từ cơ sở, đồng thời quản lý các đối tượng tại cơ sở được đẩy mạnh, thực hiện bài bản, có hiệu quả hơn. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao ý thức phòng chống tội phạm, ý thức tự phòng, tự bảo vệ của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền. Mặt khác, công an xã chính quy thuộc biên chế của công an thành phố, nên việc phối hợp giữa công an xã với các đội nghiệp vụ được thuận lợi hơn và việc triển khai các chương trình kế hoạch của công an cấp trên nhanh chóng, hiệu quả hơn. Trong khi mà đưa các anh công an chính quy theo nghị định của chính phủ về làm công an xã, thì cái tình hình an ninh trật tự ở bản nói chung, nói riêng và toàn xã thì cơ bản được đảm bảo. Một số cái tệ nạn xã hội cũng được giảm, các cái tình trạng và xích mích thì cũng đã được các anh tuyên truyền vận động đã giảm so với trước đó. Giờ đây trên khắp các tổ dân phố bản thành phố Điện Biên Phủ đều có bóng dáng người chiến sĩ công an nhân dân đi sâu bám nắm địa bàn, bảo vệ bình yên cho nhân dân, yên tâm lao động sản xuất, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đó là nhiệm vụ của lực lượng công an xã, đáp ứng sự tin tưởng, yêu mến của nhân dân, góp phần xây dựng tô thêm hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra, thành phố Điện Biên Phủ đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng chống dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Phóng sự sau phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Ngay sau khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại trong nước, cấp ủy chính quyền thành phố Điện Biên Phủ đã chủ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ đã chủ động cấp phát tờ rơi khuyến cáo của Bộ Y tế về các biện pháp phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp tới 100% các tổ dân phố và các hộ dân trên địa bàn, nhất là các khu vực công cộng, các chợ, nơi tập trung đông người. Từ nhiều ngày nay, công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 được cấp ủy chính quyền phường Mường Thanh chú trọng. 15 cụm loa truyền thanh của các tổ dân phố trên địa bàn đều đã được tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch, tăng gấp 2 lần so với trước đây. Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhận được công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban phường đã triển khai công văn xuống 15 tổ dân phố và về công tác thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Ban chỉ đạo dịch COVID-19 đã chỉ đạo cán bộ công chức phường xây dựng các bài phát thanh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh không dây của phường. Ban chỉ đạo đã phối kết hợp cùng với công an phường nắm chắc công dân đến tham quan du lịch lưu trú tại khách sạn, nhà nghỉ đóng chân trên địa bàn phường để đảm bảo công tác phòng chống dịch thực hiện tốt theo đúng chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Không chỉ phát huy hiệu quả của các cụm loa truyền thanh, hoạt động tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh cũng được các xã phường trên địa bàn thành phố thực hiện bằng nhiều hình thức khác. Trong đó tập trung tuyên truyền trực quan bằng cách dán các thông báo về cách nhận biết, các biện pháp phòng bệnh tại các khu dân cư, nơi tập trung đông người, các dãy phòng trọ trên địa bàn. Cùng thời điểm này, học sinh trên địa bàn được nghỉ hè. Chính quyền phường chỉ đạo các nhà trường cử cán bộ, giáo viên trực và thực hiện công tác vệ sinh trường lớp, tiến hành phun trùng khử độc để chuẩn bị cho năm học mới. Trong cái tình hình dịch COVID hiện nay diễn biến rất phức tạp, thầy và trò nhà trường chúng tôi cũng đã tích cực là nâng cao cảnh giác về cái phòng chống dịch bệnh để không nhập cũng xin nhập vào nhà trường. Chúng tôi tuyên truyền các văn bản của các cấp đến cán bộ giáo viên học sinh tiếp tục thực hiện cách phòng chống bệnh dịch, và đặc biệt là chúng tôi cũng đã hướng dẫn học sinh chú đáo trong thời gian ở nhà phòng chống dịch bệnh. Và thời gian trong cái thời điểm này thì rơi vào thời điểm hè, cho nên là một số học sinh phụ huynh cho học sinh đi tham quan du lịch, vì vậy cho nên là chúng tôi cũng tuyên truyền tới các em học sinh và cha mẹ học sinh đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế. Thì trước khi chuẩn bị cho năm học mới thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị phương án tốt nhất để cho học sinh trở lại trường, đặc biệt là chuẩn bị cho cái việc là lao động cơ sở vật chất, tăng cường lao động cơ sở vật chất. Tính đến hết ngày 17 tháng 8, thành phố Điện Biên Phủ có 416 công dân từ Đà Nẵng và trên 1.200 công dân từ các vùng có dịch trở về. Trừ những trường hợp có biểu hiện ho, sốt, cách ly tại cơ sở y tế, thì số người còn lại đều cách ly tại nhà. 1.370 người đã được lấy mẫu xét nghiệm PCR, trong đó 1.370 mẫu đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Thật ra là cái bệnh dịch này thì rất là nguy hiểm. Qua báo chí rồi là trên thời sự nó rất là nóng bỏng, nên là tôi cảm thấy nó cực kỳ nguy hiểm, nên tôi ngay sau khi về đến Điện Biên là tôi đã tự nguyện khai báo y tế luôn. Đối với những trường hợp có biểu hiện ho, sốt và chưa có thông tin chính xác hoặc chưa cập nhật được, đã có những thông tin không chính xác truyền miệng và đăng tải trên mạng xã hội gây hoang mang, lo lắng trong dư luận, người dân cần tỉnh táo lựa chọn khi tiếp cận thông tin và không tuyên truyền, chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng. Có thể thấy trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 gây ra ở thời điểm này, các xã phường thành phố Điện Biên Phủ đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, bên cạnh sự chủ động chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền, cũng đòi hỏi mỗi người dân của thành phố cần chủ động hơn nữa trong việc cập nhật thông tin, trang bị kiến thức liên quan để phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả. Cài đặt Bluezone tại bluezone.gov.vn để bảo vệ người thân và cộng đồng trước đại dịch COVID-19.
Trang cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình thành phố Điện Biên Phủ xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình.